Rồi, hello các bạn nha. Chào các bạn quay lại với Ngô Nguyễn nha. Hôm nay quay giùm, đăng giùm anh tên gì quên mất tiêu rồi. Đang bán giùm chiếc xì 120 nè. Từ Trảng Bàng mình tới Tân Biên mình quay luôn nè. Đây, mâm thì mâm Raider. Mâm Raider thì của Suzuki luôn nha các bạn. Đó. Cầm mâm riêng của Suzuki ha. Xe này là xe không giấy tờ luôn nha các bạn, không có tấm giấy gì hết nha. Không có giấy gì lận lưng á, anh em về thích thì mua về mình vô giấy nha. Giá cứng báo trước luôn là 21 triệu á. Dàn áo xì bo loại 1 ha. Dàn áo loại 1. Đây. Vì số vô tư luôn, tại vì ảnh không ngại gì hết. Xe này là anh nói là xe của Cam về nha. Xe của Cam về. Xe Cam về là anh mua về anh dọn dàn áo rồi lại anh chạy thôi. Dàn áo rin theo xe còn luôn nha các bạn. Dàn áo đó không biết rin hay không nhưng mà ý là theo xe là còn luôn. Còn dàn áo này là dàn áo loại 1 ha. Máy thì F124 qua số sườn thì cao mất tiêu rồi. Rồi gửi cái yên lên cho anh coi coi. Kim đồng hồ còn chạy nha các bạn. Kim đồng hồ 3 kim 2000. Mở ngược á. Ở trong thì nhìn cũng sáng sủa. Ok. Về mà số đây bị mày mòn hết rồi. Rồi đóng rồi đi. Đây, rút chìa khóa đây em, để đấy. Rồi, tắt máy cho bạn nghe ha. Số điện thoại của anh nha, số điện thoại mình sẽ để dưới phần mô tả cho các bạn liên hệ nha. Ok, cảm ơn các bạn nhiều nha. Ok, cảm ơn các bạn, bye các bạn.